ở quạt có bụi quá nhẹ chị đi đâu đi. Trời ơi, bảo tới, bảo tới, bảo tới. Bởi vì á, Liên Ngô mà đem cái cây quạt ra mà lao cái coi trời mưa kìa. Tầm tả hết trơn, bởi vậy. Ủa, anh làm cái gì? Từ hồi sáng như là trời đang bão luôn á chứ. Làm mà tới mà trời mà động lòng thương luôn á. Khổ rồi thấy không? Mốt đừng có làm gì cái để cho người ta đi làm ăn gì chứ. Thợ hồ bữa nay nghỉ hết trơn luôn rồi nè. Ủa, mưa à. Sạch trơn. Thì mày đó. À. Ê, còn mấy cây cây trong nhà em lao ra lau giùm luôn đi. Không, cây được rồi. Cây này của em nè, em lau cây ơn được rồi. Bởi vì cái con người mà nói chung là chỉ biết mình thôi, không biết cái người khác vì cộng đồng vậy trơn. Của ai thì người đó làm đi, cộng đồng cộng mẹ gì hết thôi. Ok, để anh đi vô anh á là lấy cây quạt cho ra cho em lau. Chứ vậy, ê, nó nghe nè anh thức. Bị cái gì chuyện này vậy? Lớn lắm nè. Bị cái gì nữa vậy? Nè, nó bị vậy nè, em biết sao luôn á. Nó bị lâu ngày quá, nó bị gọt lại á, cái nó bị tét vậy thấy không? Vậy hả, nó lòi gột ra đó hả? Đúng rồi. Rồi tính làm gì? Em định lấy keo dán sắt, em dán nó vô, nó dính lại. Vậy hả, là bẻ bẻ coi lại vậy hả, xong vậy? Đúng rồi, đúng xong rồi. Cái lấy keo sắt dán lại. Ừ. Đó, rồi cái hai cọng điện nó chập nhau. Đút vô, nổ cái bùm. Ủa, ở đó cười, nguyên đêm. Cười. Cái này á, là gãy, cái trường hợp gãy vậy nè, là mình phải có cái trường hợp là mình nói nó lại chứ không có để được vậy. Thứ hai nhất là mình phải cắt ra rồi mình nói lại từ đầu hết luôn. Nhưng mà nó bị sát rồi sao anh cắt được? Nó trời bị sát vô đây nè. Bởi vì á, làm cái gì á mình phải có cái mẹo, cái ai đâu mà sử dụng keo sắt. Bây giờ em lao sạch đi, chờ chút xíu anh ra anh chỉ cho em cái mẹo mà để á, mà nói cầm dây điện lại một cách đơn giản. Mốt nhà mà có những cái cầm dây điện mà nó bị mà đứt gì nè thì có cách mà nói lại. Đâu sẵn bí chỉ em mà trời. Trời xíu, xíu đi. Cái này anh tưởng ý nó cắn nha, anh đứt vậy chứ. Cái đó nó bị giọt, bẻ nó bị đứt á. Đây nè Liên Ngô ơi, có nè Liên Ngô ơi. Nè, đây nè, nói dây điện. Ủa, sao cái cọng dây đó? Thì nói dây điện bằng dây thái diệu. Được không trời? Sao không được? Nói cái này là cực kỳ chắc luôn. Ghê vậy? À, bởi vì mình là có một cái mẹo để nói dây điện. Thứ nhất là chuẩn bị giùm mình là một ít dây thái diệu nha. Ừ. Còn thứ hai là chuẩn bị một cái dao, cái kéo gì cũng được. Và thứ ba là băng keo dán, băng keo đen á. Đó, Liên Ngô có cây ống sắt rồi thì ở đây mình làm luôn. Muốn mà nói cầm dây điện vậy nè. Đó, thì mình sẽ cắt ra luôn. Nó đang đứt rồi, vậy nếu mà mình quấn vô là hai cọng này chặt nhau nó sẽ cháy. Đúng rồi. Đó, bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất là mình cắt bỏ luôn. Đây, cắt lên tới trên và ngay tới cái chỗ hết đứt luôn nè, thấy không? Và ở dưới đây cũng vậy, mình cắt bỏ luôn. Ủa, cắt bỏ vậy rồi sao anh nói chứ chui này được? Nói gì, vậy, nó mình nói mới ghê. Đó, thì trên cái chui á, là cả nhà thấy không, nó có mấy cái mắt này nè. Đó, nó có mấy mắt nè. Thì mình cắt. Đó, mình cắt vô một cái khúc như nè. Đó, mình bẻ ra, mình tuốt, mình đây đây mình bẻ vậy nè. Cho lú cộng điện ra. Đó, mình cắt nhẹ nhẹ thôi. Nè, cả nhà thấy không? Bẻ ra nè, thấy cộng điện trong không? Đó. Mình cắt vô một chút xíu thôi, mình bẻ hai ba mặt như nè. Đó là sẽ lú cộng điện ra là mình nói được. Nói rồi là anh sẽ chỉ ra một cái cách mà để quấn dây lại làm sao mà nó y gan cái chu mới luôn. Đây. Đó, cả nhà thấy nó lú hai cộng điện ra chưa? Đó, rồi bên đây cũng vậy, thì mình sẽ cũng cắt một khúc vậy nè, miếng dây vậy nè, cắt ngoài vỏ thôi. Đó. Đây. Cứa nhẹ thôi nha, nè. Cứa nhẹ mình bóp vậy nè, là sẽ lòi hai cộng điện ra. Bên đây cũng vậy, mình nắm mình coi vậy nè, mình cứa nhẹ thôi, lấy tay cứa nhẹ thôi, dao khao cứa nhẹ thôi nha, nó tự lòi ra, rồi nắm kéo ra. Đây. Đó, thì bên đây á, là mình sẽ nói bên đỏ qua bên đỏ, bên đen qua bên đen là ok. Ừ. Đó, còn muốn nói sao thì mình lấy ống quẹt mình nói. Bây giờ mình sẽ lấy ống quẹt này mình đốt cái đầu lên nè. Đó, đốt nhẹ thôi. Rồi nắm ra cho lòi dây điện ra thấy không? Đó, bên đây cũng vậy. Tại dây điện nè là nó hai cái nó có một cảo một nè. Đó. Cả nhà thấy nhớ nha, cho lòi dây điện ra nhiều nhiều nha. Bên đây vẫn vậy. Rồi mình quấn nè. Đó, mình tước ra cho nó dài dài chút nha cả nhà. Bên đây cũng vậy nè. Đây, thì mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái cách mà nói điện mà cực kỳ chắc luôn nha. Đó, thì mình sẽ tước cái cọng này ra làm hai. Đây, cái cọng này mình sẽ chia làm hai. Đó, mình nói hai lần thì nó sẽ chắc hơn. Đây. Đó. Làm hai vậy nè. Đó, bên đây cũng vậy nha, mình sẽ chia bên đây làm hai. Đó. Rồi bên đây cũng chia làm hai. Rồi, mình sẽ nối vô nha. Đó, thì cái miếng này sẽ nối vô đây. Xây dài vòng, còn cái miếng trên này sẽ nối qua bên đây. Rồi hai cái này nè, mình mới nắm mình xây lại với nhau. Là bứt không đứt luôn nha cả nhà, rất là cứng đây. Đó, nó là được như vậy nè. Thì bên đây cũng vậy nè. Đó, hai cái nè mình sẽ xây nhẹ vài cái. Một nè, hai nè.
3 nè, 4 nè, rồi bên cái mép bên đây mình sẽ xây lại luôn nè. Đây. Đó. Rồi hai cái này mình sẽ xây quấn lại với nhau luôn. Đây cả nhà thấy không? Đó. Như vậy á thì cụm điện mình nó sẽ chắc hơn. Đây, thì mình sẽ lấy băng keo đen á là mình quấn vô đây là được, ok nha. Muốn quấn mà được cái cọng dây điện trong kẹt á là mình sẽ sử dụng một cái mẹo nữa. Đây, cái cọng khúc dây điện hồi nãy mình quấn á. Đây, mình sẽ lấy băng keo mình quấn vô đây. Mình sẽ tạo nó thành một cái cuộn nhỏ nha. Đó, quấn cái cuộn băng keo vô đây nè. Rồi chút xíu mình sẽ quấn ngược qua đó. Nó mới được. Cái này là cũng là một cái thế mà để dành mình quấn dây điện mà trong kẹt á. Nói sao cho nó chuẩn á. Đúng rồi. Cho dù sâu cái nào sâu mình vẫn nói được bình thường. Đây. Đó, mình sẽ được một cái cuộn như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ đưa vô mình nói mình quấn lại lại nha. Đây, đó. Đưa vô nè. Đó thì mình sẽ xây cái cuộn nhỏ này trong đây được nè. Wow, ừ. Gọn ha. Vậy nè thì nó sẽ gọn hơn. Đây, đó, mình xây cái cuộn nhỏ trong đây nè. Đó, cả nhà thấy gọn không? Chứ mà cái mình để mà cái cuộn băng keo bự á thì quấn cái này không bao giờ được. Rồi, ok. Đó, rồi, xong mình sẽ cắt ra nha. Đây cả nhà thấy không? Cái mối dây điện mình á mà cắt nhỏ nè, mình quấn nè, rất là đẹp thấy không? Đó, rồi bên đây thì mình cũng tiếp tục đi gan như vậy. Sau khi mình quấn nè, là nó được là nó cách điện hai bên rồi nè. Rồi mình sẽ sử dụng cái này nè, mình sẽ quấn lại luôn. Quấn hai cái cọng dây điện lại với nhau luôn nè. Đó. Cho nó cứng với nhau luôn. Đó là nó sẽ được như vậy. Thì bây giờ như vậy là mình đã ghim được rồi nè. Nhưng mà như vậy á thì nó hơi dễ xúc. Mình sử dụng thêm mà cái dây thái diều á cả nhà. Đây cái dây thái diều nha. Cái dây này rất là đặc biệt luôn, nói dây cực kỳ hay. Đó, mình sẽ quấn vô cái cọng dây điện này nè. Đây mình sẽ cắt ra một khúc nha. À, mình sẽ chỉ cho cả nhà mình cái thế mà quấn dây điện cho nó dễ và nó cực kỳ hiệu quả luôn nha. Đây thì mình sẽ đưa cái cọng dây điện nè. Đó là tạo thành một cái vòng tròn, mình để cái vòng tròn ở ngoài nè. Đó, ở ngoài nè. Rồi xong là đưa cọng dây lên, còn cái cọng dây ở ngoài thì mình quấn lại. Đây, cọng này mình không cần để dài lắm, cắt bỏ cho cục đi. Đó, mình sẽ quấn lại, quấn cho nó đầy lên luôn nha. Tại vì đó là mình quấn cái này là nó dính trong cái cuộn dây thái diều nè. Đó, mình quấn cho nó đầy lên luôn. Quấn tới, quấn lui, quấn xuôi, quấn ngược vậy đó. Tại sao mà để cái khúc đó thì chút xíu anh cho em biết. Nhớ nha cả nhà, là mình quấn á, là lúc mình cắt á, là mình phải chừa lại một khớp dưới. Đây cả nhà nhớ không? Đúng rồi, mình cắt khi nào mình cũng chừa mắt cuối cùng nha, mình đừng có cắt luôn trong á. Đặng mình lấy dây nào mình quấn vô cái mắt này luôn. Đó, đặng nó sẽ chịu lại luôn nha. Chứ đừng có quấn hết cái bọ cắt mà hết trơn cái mắt đó thì nó không hay. Đây, nào mình quấn cho nhiều ra vậy nè. Đó, xong quấn vô luôn. Cho bít lại hết. Đây, mình sẽ quấn cho bự vậy nè cả nhà thấy không? Đó, nó thành ra một khúc điện như cái khúc buộc vậy nè. Đó, nhưng mà ở đây nó rất là cứng luôn. Thay vì là hồi nãy là nó có một khúc xíu à. Nhưng mà nó cứng vậy rồi. Nhưng mà nó đứt ra rồi, mình sẽ quấn dài lên luôn. Đó, mình sẽ quấn dài xuống dưới ngay cái chỗ mà hồi nãy cái mối mình nè. Đây, mình đưa mà chừa cái mối nè, biết chi không? Đó, thì bây giờ mình sẽ là cắt cái cọng dây này ra. Đó, xong mình sẽ đưa vô cái lỗ nha. Nhớ, phải đưa vô cái lỗ này nè. Rồi, vịn lại. Hồi nãy ở trên này còn cọng dây nè, đưa nắm kéo cọng dây xuống. À, là anh kéo lại cho nó cứng đúng không? Đúng rồi, là nó phá cọng dây như ở dưới đây, là nó cứng luôn. Đó, mình sẽ lấy ra mình cắt cái cọng dây trên nè. Rồi, cái cọng dây dưới mình cắt luôn nha. Rồi, sau khi mình cắt cái đầu này ra vậy nè, thì mình lấy ống quẹt nè, mình thui nhẹ cái đầu lại nha. Đó, cho vô, đừng cho nó bị tưa. Và nó sẽ được như vậy nè, một á, là mình để như vậy mình xài luôn. Còn hai á là mình để chỉ cho cả nhà mà muốn chắc ăn hơn á là mình sử dụng keo ống sắt. Đây keo ống sắt mình sẽ dán một lần trên đây nè. Đó, keo ống sắt đụng cái này nó rất là cứng luôn. Đây dán mấy cái mối là hết. Rồi bên đây một ít nữa cho nó giữ cố định lại nha. Nhớ nha cả nhà, hồi nãy á là mình chỉ cả nhà là trên ngay cái chỗ cái đầu ghim là mình phải á là cắt làm sao mà chừa lại một cái mối như vậy nè. Chừa một cái mối đầu lại còn mắt. Còn nếu mà ai mà thấy cái điện mà nó không có chừa được mắt á, thì mình ngưng luôn cũng được. Không chừa vẫn được nhưng mà mình dán keo trên này hơi nhiều vô. Ừ, dán lại dính gì luôn. Đúng rồi, dán lại dính luôn. Là cái này á, bảo đảm luôn. Thí dụ mà em á,
đây em thí dụ mà không có dán keo sắt á thì nhầm khi cái chui điện mình gớt dưới nước dưới gì á đó, thì nó còn bị thấm nước, còn cái này là không bị thấm nước luôn nha. Đây nó mình chở vô đó. Đúng rồi đó, xong bây giờ cái đưa chui điện mình sẽ được như vậy rồi nè, cứ vô tư xài không bao giờ gãy nha. Đây đây thoải mái, lạc quạt thoải mái luôn, không bao giờ gãy. Bây giờ mình chỉ chờ cái ống sắt cho nó khô lại rồi mình đem mình sử dụng thôi. Đơn giản đó, thấy không đó.